Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi ở miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 thì em xin hân hạnh giới thiệu đến các bác có 4 cuốn băng cassette đến từ thương hiệu của hãng Maxell. Thì tôi bộ đây là băng Maxell XL2S nhé. Dòng dòng chỉ dưới dòng băng tip 4 rồi các bạn. Dòng S là dòng cao cấp nhất của cái dòng tip 2 rồi. Thì em có hai cuốn 90 phút này và có hai cuốn 100 phút. Và bên em đây là băng một nước ở hàng Mỹ về nhé, chưa thu nhạc Việt Nam. Các bác mua về các bác tự thu giúp em. Đấy. Bên em đã kiểm tra rồi, sợi băng rất là đẹp nhé. Thì một cuốn băng thì là về còn bìa này, còn lại ba cuốn này thì không còn bìa. Đấy. Và bên em bán này bán từ hai cuốn trở lên. Thế bác nào mà mua hai cuốn và chuẩn đủ tiền đấy thì sắp sẽ ba ship cho. Còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship cho em. Thì đây em xin giới thiệu cuốn này là cuốn còn bìa đây. Đấy. Băng nó là màu đen nhám các bạn, rất là chắc chắn đẹp. Đấy. Chấu trước ghi đầy đủ nhé, đẹp. Này. Đây là cuốn 90 phút này. Chấu ghi đầy đủ, đen nhám. Còn này thì thu rất là chất lượng rồi nhé. Và cái sợi băng của nó rất là bền. Đấy. Này được đánh giá khá cao nhé. Rồi thì bên em bán đồng giá 90 phút hay 100 phút thì đồng giá đều 180.000. Đấy. Bác nào mua từ hai cuốn và chuyển đủ tiền thì em sẽ bao ship cho. Còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Đấy. Số điện thoại của em đến tiêu đề của video 0907 23 269. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em đều được nhé. Em xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.